về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng tất cả các con học sinh đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô chào mình cùng nhau học bài 70, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000, tiết 1. Cô đặt ra mục tiêu cho tiết học như sau. Qua tiết học, các con sẽ thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000, thực hiện được việc cộng trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 1.000, giải được bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000. Mình cùng nhau bước vào tiết 1, luyện tập. Bài 1, tính nhẩm. Bài 1 là các phép tính nhẩm, cộng, trừ với số tròn trăm, tròn trục trong phạm vi 1.000. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. 200 cộng 300 bằng 500. 700 trừ 300 bằng 400. 600 cộng 60 bằng 660. 300 cộng 400 bằng 700. 800 trừ 400 bằng 400. 850 trừ 50 bằng 800. 600 cộng 400 bằng 1.000. 1.000 trừ 600 bằng 400. 1.000 trừ 400 bằng 600. Bài 2, đặt tính rồi tính. Bài 2 có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính. Yêu cầu thứ hai là tính. Sau đây, mời các con đặt tính câu A và câu B vào trong vở nhé. Cô cho mình cùng nhau chữa bài. 435 cộng 352 bằng 787. 236 cộng 528 bằng 764. 354 cộng 63 bằng 417. Câu B. 569 trừ 426 bằng 143. 753 trừ 236 bằng 517. 880 trừ 54 bằng 826. Như vậy, khi làm bài đặt tính rồi tính, các con lưu ý, khi đặt tính, chúng ta cần đặt tính các số thẳng cột với nhau. Cột đơn vị thẳng với cột đơn vị. Cột trục thẳng cột trục. Cột trăm thẳng cột trăm. Khi tính, ta tính lần lượt từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. Bài 3. Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 400? Những phép tính nào có kết quả lớn hơn 560? Để tìm được phép tính có kết quả bé hơn 400 và phép tính có kết quả lớn hơn 560, các con cần nhẩm thật nhanh kết quả của từng phép tính ghi trên mỗi quả dưa. Phép tính đầu tiên, 462 cộng 100 bằng 562. 189 cộng 200 bằng 389. 640 trừ 240 bằng 400. 725 trừ 125 bằng 600. 524 cộng 36 bằng 560. 570 trừ 300 bằng 270. Như vậy, những phép tính có kết quả bé hơn 400 đó là 189 cộng 200 và 570 trừ 300. Những phép tính có kết quả lớn hơn 560 đó là 462 cộng 100 và 725 trừ 125. Bài 4. Con hãy quan sát một số tuyến đường bộ trong hình vẽ sau. Câu A, Cao Bằng và Vinh, nơi nào xa Hà Nội hơn? Chúng ta thấy Vinh xa Hà Nội hơn. Từ Cao Bằng đến Hà Nội dài 240 km, từ Hà Nội đến Vinh dài 308 km. Ta có 308 lớn hơn 240. Câu B, quãng đường Hà Nội đến Đà Nẵng qua Vinh dài bao nhiêu km? Cô mời các con quan sát hình vẽ. Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng qua Vinh
Ta có từ Hà Nội đến Vinh dài 308, từ Vinh đến Đà Nẵng dài 463 km. Như vậy, quãng đường Hà Nội đến Đà Nẵng qua Vinh dài tất cả 771 km. Ta lấy 308 km cộng 463 km. Câu C, quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ bao nhiêu km? Để tìm được quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ bao nhiêu km, chúng ta sẽ lấy quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh trừ đi quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Ta có quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ 684 km. Ta lấy 858 km trừ 174 km bằng 684 km. Cô trò mình cùng nhau chuyển sang tiết số 2, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000. Ở tiết 2 này, cô đặt ra mục tiêu như sau. Các con sẽ thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000, thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ, giải được bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000. Mình cùng nhau luyện tập. Bài 1. Mỗi bạn cầm một phép tính. Phép tính ở đây là phép tính dạng đặc tính rồi tính. Các con hãy quan sát cách đặc tính và cách tính. Sau đó, hãy viết đúng sai thích hợp vào ô chứa dấu hỏi chấm. Phép tính đầu tiên, đúng. Phép tính thứ hai, sai, bởi vì các bạn ấy đặt tính không thẳng hàng. Phép tính tiếp theo, sai, bởi vì kết quả chưa chính xác. Phép tính cuối cùng, đúng. Bài 2, đặc tính rồi tính. Bài 2 có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặc tính, yêu cầu thứ hai là tính. Sau đây, mời các con đặt tính rồi tính các phép tính ở câu A và câu B vào vở ô ly. Cô trò mình cùng nhau chữa bài. Câu A, 536 cộng 8 bằng 544. 67 cộng 829 bằng 896. 432 cộng 284 bằng 716. Câu B, 253 trừ 7 bằng 246. 561 trừ 42 bằng 519. 795 trừ 638 bằng 157. Như vậy, khi thực hiện bài đặt tính rồi tính, các con lưu ý khi đặt tính, chúng ta cần đặt tính các số thẳng cột với nhau. Cột đơn vị thẳng với cột đơn vị, cột chục thẳng cột chục, cột trăm thẳng cột trăm. Khi tính, ta sẽ tính lần lượt từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. Bài 3, điền số. Từ số đầu tiên, 672 đi theo chiều mũi tên, ta có phép tính 672 trừ 272 bằng 400. 400 cộng 85 bằng 485. Câu tiếp theo, 525 cộng 400 bằng 925. 925 trừ 25 bằng 900. Như vậy, để thực hiện bài tập dạng dãy tính có chứa dấu cộng, dấu trừ, chúng ta cần xác định được số ban đầu đi theo chiều mũi tên, thành lập phép tính và tìm được kết quả tương ứng. Bài 4, tính giá trị của biểu thức. Đối với biểu thức có chứa dấu cộng, dấu trừ, chúng ta cần thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Câu A, 216 cộng 65 trừ 81 bằng 281 trừ 81 bằng 200. Câu B, 749 trừ 562 cộng 50 bằng 187 cộng 50 bằng 237. Bài 5, hưởng ứng phong trào phủ xanh đồi chọc, trường Lê Lợi trồng được 264 cây, trường Nguyễn Trãi trồng được 229 cây, hỏi cả hai trường trồng được bao nhiêu cây?
Bài toán cho biết trường Lê Lợi trồng được 264 cây, trường Nguyễn Trãi trồng được 229 cây. Bài toán hỏi cả hai trường trồng được bao nhiêu cây? Vì đề bài hỏi cả hai trường trồng được bao nhiêu cây, chúng ta sẽ làm phép tính cộng, lấy số cây trường Lê Lợi trồng được cộng với số cây trường Nguyễn Trãi trồng được. Cô có tóm tắt sau: trường Lê Lợi 264 cây, trường Nguyễn Trãi 229 cây, cả hai trường chấm 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 cây hỏi chấm. Cô có bài giải tương ứng sau: số cây cả hai trường trồng được là 264 cộng 229 bằng 493 cây. Đáp số 493 cây. Như vậy, để giải bài toán có lời văn, chúng ta cần đọc kỹ đề bài, phân tích bài toán xem bài toán hỏi gì, bài toán cho gì, từ đó có được bài giải phù hợp. Cô trò mình cùng nhau chuyển sang tiết số 3, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000. Đối với tiết số 3, cô đặt ra mục tiêu như sau. Các con sẽ thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000, thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ, giải được bài tập trắc nghiệm, nhiều lựa chọn. Giải được bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến phép trừ trong phạm vi 1.000. Mình cùng nhau luyện tập. Bài 1. Con hãy chọn câu trả lời đúng. Câu A, hiệu của 783 và 745 là. Hiệu chúng ta sẽ làm phép tính trừ, lấy 783 trừ 745 bằng 38. Câu B, tổng của 564 và 82. Tổng là phép tính cộng, lấy 564 cộng 82 bằng 646. Câu C, kết quả của phép tính 347 cộng 30 trừ 96. Ta sẽ tính lần lượt từ trái sang phải. Ta sẽ tìm được kết quả của phép tính 347 cộng 30 bằng 377 trừ 96, ra kết quả bằng 281. Bài 2, điền số. Câu A, từ số đầu tiên 340 cộng 50 bằng 390. 390 trừ 45 bằng 345. 345 cộng 6 bằng 351. Câu B, 800 trừ 600 bằng 200. 200 cộng 63 bằng 263. 263 trừ 8 bằng 255. Như vậy, khi thực hiện bài tập dãy tính, chúng ta cần xác định được số ban đầu, đi theo chiều mũi tên, thành lập được phép tính và tìm được kết quả tương ứng. Bài 3, giải bài toán theo tóm tắt sau. Tóm tắt: Mai cao 119 cm, Mi cao 98 cm, Mai cao hơn Mi ...cm. Từ tóm tắt, cô có được bài toán sau. Bạn Mai cao 119 cm, bạn Mi cao 98 cm. Hỏi: bạn Mai cao hơn bạn Mi bao nhiêu cm? Bài toán cho biết Mai cao 119 cm, Mi cao 98 cm. Bài toán hỏi Mai cao hơn Mi bao nhiêu cm? Để tìm Mai cao hơn Mi bao nhiêu cm, chúng ta sẽ lấy chiều cao của Mai trừ đi chiều cao của Mi. Cô có bài giải tương ứng sau. Số cm Mai cao hơn Mi là 119 trừ 98 bằng 21 cm, đáp số 21 cm. Như vậy, khi giải bài toán có lời văn, chúng ta cần đọc kỹ đề bài, phân tích đề bài xem đề bài cho gì, đề bài hỏi gì, từ đó có được bài giải phù hợp. Bài 4, tìm chữ số thích hợp. Để tìm được chữ số thích hợp điền vào ô trống, chúng ta cần thực hiện lần lượt phép tính từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. Câu A, 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Câu B, 1 không trừ được 7, mượn 1. Ta có 11 trừ 7 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ 2 bằng 2. Câu C, 8 trừ 4 bằng 4. 4 không trừ được 6, mượn 1,
14 trừ 6 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, 4 trừ 3 bằng 1. Như vậy, chúng ta đã tìm được tất cả các chữ số thích hợp điền vào ô chứa dấu hỏi chấm rồi. Cùng chuyển sang bài tập số 5, tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số. Ta có số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 987. Số bé nhất có 3 chữ số là 100. Như vậy, hiệu của hai số chúng ta sẽ làm phép tính trừ, lấy số lớn trừ số bé. Ta có 987 trừ 100 bằng 887. Đáp số 887. Các con thân mến, qua bài học ngày hôm nay, bài 70 ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000, các con đã thực hiện được phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 1.000, thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ theo thứ tự từ trái sang phải, thực hiện được việc cộng trừ nhẩm các số tròn trục, tròn trăm trong phạm vi 1.000, so sánh được các số trong phạm vi 1.000, tìm được số lớn nhất, số bé nhất, giải được bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000. Qua thực hành, luyện tập sẽ phát giúp các con phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp và hợp tác. Qua giải bài toán thực tiễn liên quan đến phép cộng, phép trừ, giúp các con phát triển năng lực giải quyết vấn đề và hình thành cho các con phẩm chất yêu nước, yêu quê hương, yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực để bảo vệ thiên nhiên. Các con thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.